Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Lộ trình các tuyến buýt kết nối 12 nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Công ty Hà Nội Metro cho biết, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bắt đầu được đưa vào chở khách từ ngày 6 tháng 11 năm 2021. Hiện hàng ngày, các đoàn tàu chở khách từ 5 giờ 30 đến 22 giờ với tần suất 10 phút một chuyến tàu dừng đón, trả khách tại các ga. Hành khách đi tàu mua vé trực tiếp tại các nhà ga với các loại vé tháng, vé ngày, vé lượt và vé miễn phí cho đối tượng ưu tiên theo quy định. Giá vé tháng tính theo 30 ngày thực tế có các loại 100.000 đồng học sinh, sinh viên, 140.000 đồng vé mua tập thể từ 30 người trở lên và 200.000 đồng vé phổ thông. Vé ngày có giá 30.000 đồng một vé không giới hạn số lượt đi lại. Vé lượt giá 8.000 đến 15.000 đồng tùy theo khoảng cách ga di chuyển. Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông có chiều dài 13,05 km, hoàn toàn trên cao và có 12 nhà ga, trung bình hơn 1 km có một nhà ga. Hai ga đầu tuyến là Cát Linh và Yên Nghĩa. Lộ trình tuyến và vị trí ga như sau. Đầu phố Cát Linh giao với phố Hào Nam, Hoàng Cầu, ga khu vực ngã tư La Thành, Thái Hà, gần ngã tư Thái Hà, Hoàng Cầu, Láng, ga Láng, trước trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, trục đường Nguyễn Trãi, ga Thượng Đình, trước chợ Thượng Đình và ga đường Vành Đai 3, đường Trần Phú, ga Phùng Khoang, trước Học viện Y Dược Cổ truyền, ga Văn Quán, tòa nhà 143 Trần Phú, Quang Trung, ga Hà Đông, gần phố Bế Văn Đàn và ga La Khê, trục đường quốc lộ 6 cũ bên bến xe Yên Nghĩa, Văn Khê, Yên Nghĩa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.